tên khai sinh là William Sammy Etienne Gregason, được biết đến với cái tên chuyên nghiệp là DJ Snake, là một tay đua đĩa, nhà sản xuất âm nhạc điện tử và rapper người Pháp pha trộn giữa hip hop và EDM. Anh sinh ngày 13 tháng 6 năm 1986 tại một quận banlieue ngoại ô Paris. Ông trích dẫn bộ phim Pháp La Haine cũng như các nghệ sĩ hip hop K.A.S.One và Cypress Hill là những ảnh hưởng ban đầu khi còn trẻ. DJ Snake đã sáng tác nghệ thuật graffiti, khiến anh có biệt danh là Snake vì anh luôn có thể trốn tránh cảnh sát. Anh ấy đã sử dụng cái tên này khi quyết định bắt đầu làm DJ. Khi tôi bắt đầu làm DJ, mọi người đều gọi tôi là Snake ở thành phố của tôi. Đầu tiên, tôi giống như DJ Snake, ok, hãy bắt đầu đi. Cái tên thật tệ, nhưng bây giờ đã quá muộn, anh từng giải thích. DJ Snake bắt đầu làm DJ từ năm 14 tuổi và sau đó sản xuất năm 19 tuổi. Trong thời kỳ đầu sự nghiệp của mình, DJ Snake đã biểu diễn tại các câu lạc bộ bao gồm Le Bain d'Auchis ở Paris. Năm 2005, anh gặp người quản lý Steve Goncalf, người đã khuyến khích DJ Snake bắt đầu tạo ra âm nhạc của riêng mình. Năm 2011, DJ Snake hợp tác với Lady Gaga, sản xuất album Born This Way. Album sau đó đã được đề cử cho album đáng thèm muốn của năm tại lễ trao giải Grammy 2012. Sau đó, anh đã đạt được thành công quốc tế vào năm 2013 sau khi phát hành đĩa đơn Bird Machine và Turn Down Forward. Bird Machine là sự hợp tác với diễn viên người Pháp Alessia. Đĩa đơn được chọn bởi Madison, một hãng thu âm có trụ sở tại Los Angeles do Diplo điều hành và được phát hành vào tháng 2 năm 2013. Vào tháng 12 năm 2013, Turn Down Forward, hợp tác của DJ Snake với Lil Jon, đã được phát hành trên Columbia Records. Khi phát hành, bài hát đã lọt vào top 5 trên bảng xếp hạng Dance Electronic và đứng thứ 38 trên Billboard Hot 100. Bài hát đạt vị trí thứ 2 trên Hot 100, được chứng nhận vàng vào tháng 2 năm 2014 và bạch kim trong tháng 3 năm 2014. Nó đã được đề cử cho MTV Video Music Awards cho hướng xuất sắc nhất, chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất và giải MTV Clubland. DJ Snake ghi được nhiều hit hơn trong năm 2014 với bản phối lại You Know You Like It của Alan Hitchcock và vào năm 2015 với Lean On. Dự án hợp tác của anh với Major Lazer của Diplo và ca sĩ Dan McMahon. Bài hát sau đó đặt vị trí thứ 4 trên Billboard Hot 100. Vào tháng 6, tạp chí Time đã vinh danh nó là một trong những bài hát hay nhất của năm 2015 so far và được mệnh danh là bài hát toàn cầu của mùa hè trên Spotify. Vào tháng 11 năm 2015, bài hát đã vượt qua 526 triệu lượt Spotify, trở thành bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất từ trước đến nay. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.